Xin chào các anh chị em nhà mình. Vâng ạ, trong video ngày hôm nay thì em Thùy có những tác phẩm vô cùng là độc đáo muốn gửi tới các bác nhà mình. Thì em đang có mặt tại xưởng tiện Lục Bình, nhưng mà không, hôm nay không phải là giới thiệu Lục Bình nữa, mà đây, hôm nay là em Thùy sẽ giới thiệu cho các bác nhà mình những tác phẩm lũa sông Trầm trên chất liệu là gỗ ngọc am. Và những anh chị em là nhà mình mà thích mùi thơm hoặc là thích đang muốn tìm kiếm một tác phẩm để sông Trầm trong không gian phòng khách phòng trà nhà mình thì hãy cùng em gái để theo dõi hết video này nhá. Thì anh chị em nhà mình có thể thấy đây là những cái tác phẩm rất là độc đáo anh chị em nhà mình ạ. Rất là độc đáo mà người thợ đang trong quá trình làm. Thì thợ hàng này thì là em còn phải trà quay nữa các bác mình ạ. Đây là mới công đoạn vỡ thôi, vỡ và tạo dáng cho tác phẩm. Thì các bác nhìn thấy đây, như bên cạnh em đây thì đó là một cái tác phẩm ngọc am các bác mình nhá. Ngọc am với cái dáng thế là thuận buồm xuôi gió các bác mình ạ. Thì với cái dáng như này thì người thợ là chế tác theo cái thế gỗ các bác mình ạ. Và ở đây thì đang điểm thêm đó là những cái điểm nhấn để tạo lên cái tác phẩm được độc đáo hơn. Thì với những cái phôi sông Trầm như này thì các bác mình trông ở trong không gian nhà không chỉ là tạo lên một cái dáng thế đẹp cho ngôi nhà, mà hơn nữa thì khi mà các bác nhà mình sở hữu cái dòng ngọc am này, nó còn lan tỏa ra một mùi thơm cho không gian nhà mình, tạo lên một cái cảm giác vô cùng là sang trọng. Và đặc biệt hơn thì với những cái phôi này bên em đều là có khoan những cái lỗ sông Trầm để khi mà các bác nhà mình mùa đông đấy ạ, hoặc các bác nhà mình chơi thì các bác mình có thể đốt những cái phần lụ Trầm ở đây thì nó sẽ chảy ra những cái làn khói vô cùng độc đáo cho mình. Thì đây, như cái mẫu bên cạnh em đây thì đó là một cái dáng thế là thuận buồm xuôi gió các bác nhìn nhá. Hàng mới vỡ xong nên là em phải quay luôn, khoe với các bác nhà mình chứ chưa có trà quay. Còn khi mà người thợ đã hoàn thiện xong thì người thợ là sẽ trà quay nhẵn những cái phần như này đi, thì cái tác phẩm nó sẽ được luột và đẹp hơn. Và ở đây không chỉ là có tác phẩm này đâu anh chị em, như mình thấy là ở đây còn rất là nhiều dáng thế đúng không ạ. Đây, như cái phôi này của em thì như cái cục này nhỏ nhất này, đó là những cái phần gai lu này. Đây là lu ngọc am các bác mình nhá. Đây, đây là cái phôi này là lu ngọc am này, đây là những phần gai lu là bên em để nguyên. Và dưới đế đây, dưới đế anh chị em như mình thấy là người thợ cũng tạo ra cái dáng rất là đẹp. Bác nào nhà mình mà không gian nhỏ thì các bác nhìn có thể tham khảo cái mẫu này để trên bàn làm việc hoặc bàn uống nước. Còn đây, bên đây thì anh chị em như mình thấy là với một cái dáng lũa rất là đẹp đúng không ạ. Và những cái sản phẩm này đều là ngọc am hết các bác mình nhá. Và hàng này thì bên em lựa là lựa từ những cái phôi ngọc am đỏ các bác mình ạ. Ngọc am đỏ chất gỗ gỗ rất là già. Thì đây là những cái phôi mộc các bác nhìn thấy cho em này. Đây là những cái phần vân đen kít luôn, chất đen cực kỳ nhiều dầu luôn. Đây các bác nhìn thấy này, khi mà thợ phay là những cái phần dầu nó đã ra rất là nhiều đây rồi anh chị em như mình ạ. Và đây là phần lũa nhá. Và khi các anh chị em như mình thấy là ở đây là người thợ có khoan cái lụ sông Trầm ở trên này đấy, và em sẽ khi mà người thợ hoàn thiện thì sẽ để cho các bác nhà mình một cái chõ ở bên trên này và đặt lụ Trầm bên đây, thì làn khói nó sẽ chảy theo cái đường lũa này. Thì với những cái mẫu như này các bác nhà mình không chỉ là bày không gian nhà mà các bác nhà mình còn phải bày ở ví dụ như không gian phòng trà hoặc là những cái kiểu như là tiểu cảnh của anh chị em nhà mình ấy, thì các bác nhìn cũng có thể bày trí theo cái yêu thích của mình đấy. Và đây anh chị em nhìn thấy là những cái dáng thế rất là đẹp, và mỗi một phôi này là một cái dáng thế khác nhau, vì chắc chắn là các bác mình khi mà sở hữu những sản phẩm này là sẽ không đụng hàng các bác mình nhá. Vì với mỗi một phôi này em chế tác lên là nó theo cái dáng thế của phôi gỗ nên là rất là độc đáo, gần như là sẽ là những sản phẩm có 102 các bác mình ạ. Các bác mình chơi thì sẽ không sợ đụng hàng. Và những cái phôi này của em thì đều lựa là những cái phôi gốc ngọc am đỏ rất là già gỗ. Và không chỉ là những phôi nhỏ này đâu, mà ở đây anh chị em như mình thấy này, ở đây thì còn có một cái phôi rất là khủng. Cái phôi này của em thì phôi ban đầu nó rơi vào là hơn 2 tạ đó nhìn nhá, 2 tạ rưỡi. Và bây giờ anh chị em nhà mình thấy là người thợ đã tạo ra cái dáng thế này như là một hòn non bộ luôn ạ. Với cái mẫu này thì anh chị em nhà mình mà các bác nhà mình có thể là bố trí thêm một cái phần đèn nét bên trong này nữa. Và ở đây thì bên em sẽ chế cho các bác mình những cái chõ sông Trầm để các bác mình sông Trầm lên, thì tạo lên một cái tác phẩm rất là phiêu luôn ạ. Và chất gỗ này anh chị em nhà mình ngắm nhìn cho em. Cái chất già như này thì anh chị em nhà mình, nếu bác nào nhà mình chơi ngọc am thì nhìn cái chất này thôi là cũng đã đủ mê rồi đúng không ạ. Đây, chất tinh dầu đen kít luôn. Đây là một cái phôi ngọc am đá có nhìn nhá, rất là lặng luôn. Bây giờ phay hoàn thiện lên thì nó cũng phải rơi vào tầm còn 2 tạ các bác mình ạ. Đấy ạ. Và phôi này của em thì bác nào nhà mình quan tâm hoặc là anh chị em nào nhà mình đang muốn tìm kiếm một trong những tác phẩm lũa ngọc am sông Trầm dáng thế này thì cứ inbox cho em Thùy qua số Zalo là 0338 ạ, 528 529 hoặc 086 6789 910, thì em gái sẽ gửi hình ảnh chi tiết tư vấn cho các bác mình được kỹ hơn, vì đây mới là cái công đoạn vỡ thôi, chưa hoàn thiện xong ạ. Và nếu mà các bác mình quan tâm thì cứ inbox, thì khi mà hoàn thiện xong em sẽ gửi cho các bác mình nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác nhà mình ạ.